mối quan hệ của Ngọc Lan và chồng cũ sau ly hôn có với nhau một thỏa thuận. Ngọc Lan và Thanh Bình có với nhau một thỏa thuận để dễ dàng trong việc dành tình cảm cho con cái. Ngọc Lan kết hôn với Thanh Bình vào năm 2016. Một năm sau, cả hai hạnh phúc chờ đón quý tử đầu lòng. Hôn nhân của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ, tuy nhiên đến tháng 11 năm 2019, Ngọc Lan, Thanh Bình bất ngờ công khai chuyện ly hôn sau 3 năm chung sống. Hậu ly hôn, Ngọc Lan chọn độc thân để dành thời gian cho sự nghiệp và chăm sóc con cái. Dù ly hôn, tuy nhiên Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con trai Louis. Giữa Ngọc Lan và chồng cũ còn có một thỏa thuận, thống nhất với nhau trong cách dạy con để có được phương pháp tốt nhất. Khi mà ở bên ba thì mẹ luôn đúng, khi ở bên mẹ thì ba luôn đúng. Đó là thỏa thuận lớn nhất, bất di bất dịch mà tôi với chồng cũ phải theo. Ai làm sai thì sẽ bị ăn đòn, diễn viên Ngọc Lan hài hước tiết lộ. Dù bận rộn, Ngọc Lan vẫn luôn sắp xếp công việc để có nhiều thời gian để bên con. Một lần, có khán giả để lại bình luận rằng đứa trẻ thiếu thốn luôn hiểu chuyện trong một bài đăng của nữ diễn viên. Ngay lập tức, Ngọc Lan lên tiếng, con em không thiếu thốn ạ, đầy đủ tình yêu thương nội ngoại. Đừng quy chụp những cuộc hôn nhân đổ vỡ thì đứa trẻ sẽ bất hạnh. Chỉ bất hạnh khi bố mẹ nó không hiểu chuyện thôi. Một năm em đi làm 6 tháng, con rất hiểu tính chất công việc của mẹ và em vui vì điều này. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.